Rồi, hello em Di Cá, chào tất cả anh em ha. Rồi tiếp tục chương trình của sáng ngày hôm nay là một bộ phim dài tập luôn em. Đấy, thì mới lôi ra được một đống máy pin, còn nhiều lôi hết luôn anh em ơi. Đó, thì nó cũng là mấy cái đồ linh tinh thôi anh em. Đấy, thì anh em yêu khoa học thôi, chứ không có cái gì gọi là hot cả. Đấy. Rồi cái này thì hay hình thức mua bán bên em thì ship 30k một đơn, tại cái này em chia nhỏ ra anh em nha. Đó, em chia nhỏ ra cho anh em dễ lựa chọn, cho nên là ship 30k một đơn. Và trên 150 là em bao ship anh em nha, trên 150 là em bao ship. Đấy, rồi anh em cọc giùm em trước 50k trở lên. Đấy, những đơn hàng nào nhỏ thì cọc 50. Nói chung là 150 thì cọc 50 vừa đủ tiền ship là anh em cọc 50. Đó, còn trên 150 thì anh em cọc giùm em 30% nha. Đấy, còn lại bao nhiêu thì em sẽ gửi về đến nhà. Khi mà anh em nhận hàng, anh em vui lòng khui thùng kiểm tra đúng với hàng của mình đặt thì anh em thanh toán sau cái phần còn lại. Còn nếu như mà có sai sót bởi vỡ hoặc là đóng lộn hàng, nhầm hàng, thiếu hàng gì đó thì anh em vui lòng gọi lại giúp em để em giải quyết ngay lúc đó luôn em nha. Thì cũng có rất là nhiều vấn đề nó xảy ra thì anh em cũng biết rồi, em bán online một ngày em đi tới mấy trăm đơn thì nó rất là phức tạp. Đấy, thứ nhất là nhân viên đóng lộn hàng, rồi bên bưu cục người ta làm lộn địa chỉ, rồi bởi vỡ tùm lum hết anh em đó, nó không có hoàn hảo 100% được. Cho nên là trước khi nhận hàng thanh toán thì anh em vui lòng khui thùng giùm em nha, cho tránh cái vấn đề mà anh em nhận xong rồi mà anh em gửi lại cho em một phát á, là anh em tiền ship rất là cao anh em nha. Đấy, là cho nên là anh em phải chịu cái đầu đó đó, cho nên là rất là cao luôn. Đấy, cho nên anh em kỹ giùm em, nói chung là kỹ cả đôi bên luôn. Đấy, rồi thì bên này một xíu nữa thì em bán sạc thì sạc điện 100V. Đấy, sạc điện 100V nha. Đấy. Có sạc này chắc sạc cỏ, em không có gắm đâu anh em. Là em bán thì cặp thì lô luôn đó. Đó, gắm lên nó sống thì nó lâu lắm anh em ơi, nó nhá điện lên nó lâu lắm. Đấy, thì anh em giờ anh em thầy thợ về nghiên cứu lại ha. Còn mấy pin cỏ cũng vậy, 12V trở lên thì em test cho anh em. Chứ còn ba cái con pin 7V, 2, 9, 6 tùm lum này em bán sát cho anh em luôn. Đấy. Rồi, bây giờ em sẽ quay từng cái một, anh em xem và tham khảo và ủng hộ em nha. Rồi. Rồi, bây giờ vô vấn đề anh em ơi. Thì đây ship 30k một đơn, trên 150k bao ship, cọc 50% 50k trở lên anh em nha. Đấy. Rồi cái này còn lại con ít thôi anh em ơi. Đấy. Đây là một cái cặp gì đây anh em? Đây là có một cái lỗ cái này nè mà lô dặn ốc vô đây. Giờ đổ chới thôi anh em cũng không biết là nó xài vô cái gì. Đấy, còn lại tạ máy nữa anh em, ủng hộ cắt hết luôn. Đấy. Đây. Nó có bốn lỗ ở đây anh em ơi. Bốn lỗ ở đây, ống trong này nó rỗng anh em nha. Đó, bốn lỗ cần inox đấy, inox 2 với inox 1 luôn anh em nha. Đó, đây, quan bằng đồng. Này, một cặp anh em. Tại cái này em bán một cặp anh em nha, em không chia lẻ được tại cái này đóng đi nó khó lắm anh em ơi. Đó. Đóng đi cái tổng chiều dài ship nó cao á, đấy em bán một cặp luôn. Thì đây, mã đầu tiên. 100k cộng ship anh em nha. Đấy. 742. 100k cộng ship cho anh em. Đấy, thì nếu như mà anh em mua 4 cây thì nó là bao ship, hoặc là anh em mua thêm một món gì đó anh em nha. Đấy, 742 100k, dài 80 anh em nha. Tổng từ đây qua anh tới kia là nó chiều dài là 80. Đây bằng ngang, đèn đồng, đèn sắt, đèn inox, đèn sắt đó. Rồi. 100k 742 100. Rồi đây em còn một sắt với nhám đây. Đấy. Nhám 120 anh em nha, nhám thông số là 120 của Lotto, hàng của Nhật chuẩn luôn anh em nha. Đấy. Nhật chuẩn luôn. Đấy, 120. Rồi, một sắt như thế này 50 tờ anh em nha. Đó, nó là 50 tờ. Rồi, 240 bao ship cho anh em nha, nhám 120. Đấy, 240k bao ship cho anh em, 743 50 tờ, nhắm lotter của Nhật đàng hoàng anh em nha. Đó, 743 240 luôn. Này, có pin nha. Không cần tìm đâu. Thì bây giờ em bán là cái pin nó nằm trong rổ, em cũng không có rắc được anh em ơi. Đấy, như con này 12V nè. Lô cuối anh xả luôn cho anh em nha. Cây này nay nó hư rồi anh em ơi. Đấy.
Rồi con 12V này không chạy anh em nha. Đấy, anh em giờ tháo ra làm lại. Ok luôn. 7 44. Rồi. Xác luôn, 70 anh em nha, 12V không có pin. 70 đấy, đảo chiều nè, vít 12V đấy. Rồi boss. Con này chạy nè. Bao nhiêu con em biết. To chà bá mà không chín con 6 anh em ơi, đó. To chà bá mà có 9 con 6 thôi. Đấy. Rồi con này 745. Rồi con này 70k luôn em. Đó, 70k luôn nha. Con này chạy nè, nãy mới test rồi. Này chạy nãy mới test rồi anh em ơi. Đó. Rồi, bút luôn em. Bây giờ làm lại nha. Đấy. Hàng pin cỏ này là em chỉ là không bao giờ luôn á, đến tính ra là không bao giờ luôn á, ship trên 150 em mới bao mà anh em nha. Đó. 746. Rồi, con này 50. Đấy. 50. 12V con này. Mất ốc rồi. Này mất con tán rồi nè. Rồi con này mất con tán rồi, không chạy luôn. 12V của Hitachi này mất con tán rồi nha, này mất con tán rồi. 747. Rồi 747. Rồi 150k bao ship cho anh em nha. 747 150. Con nó có gãy gì không? Rồi 150 luôn. Rồi con này 9 con 6 luôn anh nha. Đó. 9 con 6 khỏi test anh em ơi. Rồi. Con này không có vỏ pin. Rồi 748 50 luôn. Đấy. 748 50. Rồi con RB 749 này anh em giờ vừa xin lại hết anh em. Giờ vừa xin lại hết nha. Đảo chiều rồi đấy. Máy này quay cho nó nhanh anh em ơi. Đó, 749 con này 7.2 sao. Rồi, 40 luôn. 749 40. 750 con này mát. Pin mát anh em. Pin mát này test cho anh em con. Đó, không chạy anh em ơi. Không chạy. Thôi không chạy luôn. Rồi mát 750. Này đinh đinh u đinh gì anh em ơi. Đó. Rồi cây này 80 luôn. Đó. 750 80. Rồi 751 con cưa kiếm này 14.4 anh em. Ethitman 14.4. Đây chạy lên nha. Rồi con này chạy Ethelman cưa kiếm 14.4 không có pin anh em. 751. Rồi 180 luôn. 751 180k. Đấy. Rồi 752. Con này nó dính keo rồi anh em, cứng công tắc nè, nó bị dính keo rồi anh em. Đó, rồi con này 70 luôn. Đấy. 752 70k 96 xác luôn em ơi. Rồi 753. Con này là cưa lỏng anh em. Rồi chạy nha. Con này cưa lỏng mà không có pin anh em ơi. Pin này pin gì đây nè, 18V. Đó, cưa lỏng. Rồi 753, con này 180 luôn anh em. 753 180 luôn nha. Rồi con này cào cào, đấy. Cào cào Hitachi này, đấy. Em này 10V8 luôn. Rồi. 754 50 luôn em ơi. Rồi 754 50 xác luôn nha. Rồi 755. Em này cắt giấy thạch cao. Đó. Cắt giấy thạch cao 12 anh em ơi. Đấy, chạy anh em ơi. Giờ vừa xin lại nha. Rồi 755 con này 70 luôn. Đấy, 755 70k luôn. Rồi 756 Ethelman không có pin anh em. Rồi. 756 con này 30 cho anh em luôn. 30k anh em giờ nghiên cứu em được học nha. 7.2. Đó. Này 759.
này bị ấy rồi thôi. Xong tuần này là mai làm lại cây này. Ừ. Rồi không chạy luôn em ha, con này 12V nè, không chạy luôn. 7 5 7 rồi, con này 90 anh em ơi. Đó, không chạy mất nút cò nè. Đầu cổ ra vô được 12V của Ribi anh em ơi. Con này cái gì đây? Này là pin nằm trong cây anh em. Đó. Mang cầu cỏ nó có thêm cái cây đẩy nữa anh em ơi. Rồi, em này 7 5 8. Rồi, 70 luôn em nha. Đó, 758 70k luôn. Đó. Rồi, 759 boss này. Xác luôn, lấy phụ tùng luôn em. Đó, con này 36V nè. Bị gãy cái chân này hết rồi. Đó. Gãy chân này hết rồi anh em nha. Đây nè, nó còn cái ruột ở trong á. Rồi. Con này 150 anh em ơi. Đấy, 150k, 759 150 luôn. 760. Rồi, con này Ribi 40. Rồi vệ sinh lại đầu cổ hết lên em nha. Đấy, vệ sinh lại làm lại tăng tật luôn. Đấy, bị mớp ngay đây tí xíu nữa nè. Rồi 760 40. Gì đây? Thằng đèn. Này mất cái dàn chân pin rồi nè. À, mất nắp pin nè. Đây. Thằng đèn anh em. Bạn biết nó có cái bóng nó xài kiểu gì đây nè anh em ơi. Rồi 761. Rồi 761 cái này để anh em 60 đi. Đấy, 60k đấy. 60. Rồi 762, cặp đèn này nó cũng vậy nó này mất nắp rồi. Mất đuôi nè, rồi. Từng cái đi cho anh em giờ giỡn 762. 30 763. 30 đấy. 762 30 đây nè. Đấy, mất cái chèn chừng nè anh em giờ được. Thiết kế độ lại anh em, đó cái này 762 30 763. 30 đấy, hai cái. Rồi 764, mấy con này đời cổ anh em ơi. Đời cổ. Rồi. 30. 765. Rồi, 30. 766. 30 đời cổ anh em ơi. Đấy, mấy chục ngàn em không có quay nhanh anh em nha. Đấy. Con này 12V. Đó, dao còn anh em. Con này bộ dao còn nha. Bị gãy cái đứa chân này nè. Mấy con 12V này thì em test cho anh em coi. Đấy, quấn chạy nè. Đây cái đứa chân nó bị test miếng ở đây nha. Nati 12V Madin Japan. Rồi 767. 67. Rồi con này 200 anh em nha. 767 200 các Siren. Rồi 768. 30. Đấy. Rồi 769. 30 đấy. Rồi 770. 30 đấy. Ở đây em dễ chọn giờ nghiên cứu đi anh em ơi. Rồi 771. Đấy, 771 con này thì cắt giấy thật cao luôn nè. Này bao nhiêu volt đây? Chạy anh em ơi. Hả? Rồi 771 con này 70. 771 70. Rồi 772 con này 12V của Hitachi. Chạy anh em ơi, đấy, có lưỡi mất cái nắp chụp ngay đây. Hitachi 12V. Đấy. Mất nắp chụp ngay đây. Rồi con này 772 170k anh em nha. Đó bao ship rồi nè. 772 mất cái nắp chụp ngay đây thôi. Đó, ok chưa anh em ơi. Rồi con này 773 này cái gì ta? Của mát mà bắn đinh hay sao? Bắn vít thật, vít anh em, vít thật cao á. Đấy, công tắc nó bị cứng nè. Công tắc nó bị cứng. Rồi con này 773 rồi 40 luôn. Đó. Rồi 774. Đó, con này như con kia luôn mà con này nó có cục pin rồi nè. Con này công tắc bóp được nè. Đó, chạy anh em nha, con này con chạy. Rồi con này 774. 12V rồi 100k anh em nha. 774 12. Rồi 775 Hitachi. Máy Hitachi này
chạy nè em ơi, nhưng mà nó còn cái nó còn motor thôi, còn khúc này bị mất rồi nè. Đó. Rồi, 775 14.4 rồi 100k. Đó, 775 100. Rồi 776. Con này mất cặp dao luôn em. Con này mất cặp dao luôn. Nó không chạy anh em nha. Đó. Anh em yên tâm, cây này nó chỉ có 6V thôi, không bao giờ chạy được. Rồi, con này bị còn cái này. Đó. Con này có khúc đặt rồi. Đợi lấy phụ tùng cho anh, còn anh kia. Rồi 776. Cái này 100k luôn anh em. Đó, không chạy nha. 776 100 luôn. Con này nó là 14.4 chân. Đó, chân Makita anh em. Đấy. Nó chạy có một chiều hả? Nó chạy một chiều thôi anh em nha. Đó. Chỉ chạy được có một chiều thôi. Chân Makita nè, boot buster gì đây. Rồi. Đây anh em giờ dọn lại nha. 7. Rồi, tam số 7. Đó, rồi con này 114.4, 150k bao ship anh em nha. Đấy. 777 150 luôn. Rồi. 778. Con này là con lo gì đây, cái lo ống gì đây anh em, quên mất tiêu. Rồi. Con này 70 luôn anh em ơi, đó, 70k. 778 70. Ba con này bị bởi anh em ơi, đó, ba con này bị bởi. 779. Đây, bởi dưới chân nè anh em. Bán Hitachi, anh em nào lấy phụ tùng thì lấy về anh em nha. Đó. Rồi, 779 ba con này 60 anh em ơi. À. Đó. 60k ba con. 779 60. Cái gì cũng được. Rồi 780. Con này 9V6 của cắt Tyrene anh em. Lấy cái kìm cắt là bớt như cái này đi. Cái này một cây ngắn cây dài nó không có vô được. Một cây ngắn một cây dài nó không có vô được. Rồi 780. Đó, rồi con này sát luôn em. 100 luôn. 100k luôn. Đó. Không có răng anh em nha. Con này không có răng. Lấy phụ tùng thôi, không có răng. Con lấy cái kìm cắt bớt đi. Nhưng mà nó bị chọt luôn rồi. Rồi con cưa lọng này nó bị mất cái đầu này anh em nha. Đó. 781. Rồi con này 40 luôn. Đấy, mất cái đầu này anh em. 781 40 luôn. Rồi, 782. Đây lên nè. Này 7.2 thôi nha. 782. Rồi con này 40 luôn đấy. Rồi 783, con này thì vít mất cái đầu này nè, vít nhỏ nhỏ nè. Đấy, anh em giờ dọn lấy phụ tùng thì anh em lấy nha. Đó. 783. Rồi 30 luôn. Đây nè, 783 30 luôn. Con này chạy nè nha. Đó. 12V đấy. Con này chạy 784. Có bình 12 Nati ở trong cùng đi. Ngay đi máy lớn á. Còn máy lớn lớn lát còn đủ thời gian quay luôn đi. Đấy, ok anh em nha, con này chạy. Đấy, giờ đóng pin phát là quốc luôn. Rồi, con này 200 anh em ơi. 784, 200k. 784. Như vậy, nó mất rồi. Mất cái đồ. Không phải, nó bị giấy, bị gì vậy. Rồi, 785. Rồi, 785, con này nó là 12 luôn, nhưng mà không có pin gì anh em ơi. Rồi, con này 60 đấy, 785 60 luôn. Rồi 786. Này Ryobi.
này 7.2 anh em nha. Đấy, con này 80 này. Rồi giờ bán 60 cho anh em luôn. Đấy. 60. Đấy. Lô cuối cùng xả cho nó sạch bãi luôn nè. 7.8 7. Rồi. Con này hả? 10.000 anh em. Này em lấy tiền ship thôi anh em nha. Đấy, 10k là bỏ nó vô là cân ký lên rất là để chỉ là ship đi thôi, nhưng mà giờ bán dây chai thì nó cũng vậy anh em, giờ độ chơi gì anh em độ nha. 7 8 8 8. Rồi con này Makita. Rồi, tỉ ăn rào pin anh em nha, 150. Đấy. Đầy đủ, đây, làm. Rồi 150k 7 8 8, 150 luôn. Rồi 7 8 9. Con này 14, không có than anh em. Đấy. Đầu cổ radio ok nè. Đấy. Rồi con này 200, không có than đâu anh em ơi, đầu cổ cái đầu ok luôn nè. Đấy, 14V 200 sắt luôn. 7 90. Rồi 30. Đấy. 790 30 ở đây. Rồi con boss này 791. Đấy, 791. Rồi con này 10 giảm lên cái cho thẳng hai cái thôi. Đấy. Rồi, được rồi. Rồi, thẳng băng luôn em ơi. Không có pin dead đâu anh em. Này nó 3-4 chân lận. Đấy, 14V. Rồi boss. Rồi em này 250 anh em nha. 791 250k. Đấy, 791 250 luôn. Rồi 792. Con này 12V nè anh em. Rung anh em nha, không chạy nè. Đó, nó không chạy nổi đâu. Rồi 792, cục này 100k anh em nha. Đó, 12V, hàng của Đài Loan. Rồi 793. Em này nè, không có cái gì em đây hết. Đấy. Rồi 30 cho anh em giờ nghiên cứu em yêu học luôn. Anh em thầy thợ nhìn qua phát biết máy gì liền, cho nên em quay nhanh anh em nha. Con này kẹt anh em nè. Đó, con này cắt giá thật cao, kẹt một vỏ binh nữa nè. Đó. Rồi 790 4. Rồi 80 luôn anh em ơi. Đấy, 794 80. 12V đây anh em. Đấy. Đó, con này thì nó chạy ngay đây. Đấy. Miễn ở đây chạy. 795. Rồi 70 luôn. Đấy. Chạy anh em nha. Test miếng ở đây nè, 795 70. Chứ giờ bên này không có con nào vô mà nó chạy hết á. Nó đóng bình tàu lao quá. Con này bị kẹt công tắc anh em nha. Đó. À. Thợ cho em nó đóng bình, mà nó đóng bình xong rồi em không có con nào mà ráp vô nó chạy chưa. Bình. Mấy con này bữa em test là nó chạy nè. Có con chạy con không đằng ngoài. Đó, giờ đi luôn như nhất luôn. Đấy, bây giờ em bán sát luôn em nha, bán giá không chạy luôn. Con này quay được, đảo chiều được, quay nè, được như đây thôi. Đấy, sát luôn em nha, con này 18V đó. Con này cũng vậy luôn, đó. Rồi, 7, 9, 6, 6. Rồi, 600k, đấy, 797. Rồi, 600 luôn, đấy. Rồi, ok, hai con như nhau anh em nha, đó. Nó còn nguyên hết á, nhưng mà cái này lắc không được nè, bóp còn không được, con này đảo không được nè. Đấy, còn nguyên luôn này, đảo không được. Đấy, rồi 797 600. Rồi 798 xác luôn nè. Đấy, con này cũng đầy đủ luôn, mất cái nắp đây nè. Rồi con này 500 luôn. Đấy, 798 500, 18V anh em nha, có thang á. Đấy, còn nguyên hết á. 7 9 9. Rồi con này của mát bắn đinh cuộn như đây nè. Đầu 799 60 luôn. Rồi 799 60. Rồi mã 800. Đó, mã 800 anh em. 800 con này. Rồi con này cắt giấy thạch cao. Rồi 60 luôn. Đó, 860. Rồi con này nó hơi xét nè anh em. Đó. 801. Rồi 30 luôn. Đấy. 801 con này 30 luôn em nha. Đấy. 801 này giờ vừa xin là hết luôn nè. 17.2. Đó. Con Beto.
12V anh em. Rồi 150 anh em nha. Đó. Bao ship vào đâu? 802 150k. Đấy 802 150 bao ship lên nha. Rồi 803 bot. Bot này bot chọt anh em. Bot cái tọt gì vậy? Đấy. Chạy anh em à. Đó. Nó bị cái bóp nó kêu cộc 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 cộc, nhưng tại vì cái này nó xét anh em nha. Đó, này nó xét nè. Đấy rồi 7 vệ sinh xịt vô là quất anh em. Rồi con này 14V bot pin chọt này nè, pin này pin chọt. Đấy. Rồi con này 250 luôn cho anh em luôn nha. Đó, 250k. 803. Rồi 250 luôn. Đấy. Rồi 804. Rồi con này hơi tiếc miếng ở đây. Rồi 20 cho anh em luôn. Đó, 804 20. Rồi 805. Con này đây. Shindawa. Đó, đầy đủ anh em ơi. Rồi con này 50 nha. Pin có luôn, đó, đầu mở có. Rồi 805 50. Rồi 806 con này mất cái cò này, Makita 14V. Rồi con này 40 luôn em nha. Đó, 806 40 Makita mất cò rồi. Đấy. 40k cứng đầu luôn. Đó. Rồi 807. Rồi. Con này xét rồi. Đó 9.6. Rồi con này 50. Đấy. Giờ anh em lồn dọn là cái đầu nha. Con này bị hư cái đầu rồi nè. Bây giờ là cái lô pin này anh em thầy thợ lấy thôi anh em nha. Anh em nào về xài không có xài được đâu anh em à. Đó. Giờ vệ sinh là tùm lum các kiểu hết. Đấy. Rồi con này thì như con này 12V anh em. Cò nó cứng rồi anh em nha. Đó, cò nó cứng rồi nè. Đây, một con cắt gỗ RGB 12V. Đó. Rồi ok. 808. Con này 150k luôn em nha. Còn này nó bị cứng nè. Đấy, 150. Lưỡi lớn anh em nha. Con này lưỡi 47 nè, 147. Đấy, lưỡi hợp kim RGB. Đó. 808 150. Rồi, 809. Đèn Makita có pin nè. Con này 14. Pin 18. Nó có pin đâu. Có pin 18 thôi. Rồi con này sát luôn em nha. Đó. Đây 14.4. Chân mạch đây rồi. Mất hết cái đèn ở trên rồi, bóng đèn này vẫn còn. Rồi cái sát này 150 luôn em nha. Đó, 150k bao ship mã 809 150 luôn em nha. Đấy. Rồi 810 cục nào. Cục 14 đúng không? 18 nó coi như đem trả lại cho nó. Rồi chạy anh em nha. Phân máy thôi anh em ơi. Đó, rồi đem phát. Cái này bana cắt ghế thật cao rồi 120 luôn anh em ơi. 810. Rồi 120k luôn đó. Bana. Rồi 811. Rồi. 811. Ủa con này mấy vô này? Chạy anh em nha. Này không biết nhiêu vô luôn. Đó, chạy. Rồi 70. 81 70k vít anh em nha. Đó. Rồi 812. Này nó có răng nè anh em. Đó, con này nó có răng nha. Rồi chạy luôn, này 9.6 thôi. Đó. Giờ vệ sinh làm lại anh em nha. Rồi 812. Rồi con này 150 anh em nha, có răng. Rồi 812 150 luôn. Rồi 813, con này 14.4 Makita. Đó. Mất cái rút cò đây anh em. Rồi con này 180 anh em nha. 13. 813. Rồi 180k luôn. Đấy, 83 180. Rồi 814 trăm mà. 814. Gãy cái nút này. Đó, gãy cái này anh em ơi. Rồi 30 anh em. Đây nè, đấy, gãy cái này 30. 30k anh em nha. Đấy. Thiệt sự là nếu mà anh em dùng, anh em mà dùng đơn thì em bao ship thì giá trị thực tế con này nó chỉ có 20 thôi anh em. Đấy. Cho nên là em lại quay nhanh đó anh em không có test nha. Đây muốn đèn bớt cái nào đây, bớt nút đây nè. Giờ so giới thôi em ơi. Đấy, nói chung là so cho vui thôi. 150 bao ship anh em nha. Đó, đèn của Nati
Đây 150k sáng anh em ơi. 815 150. Rồi ok đi luôn. Rồi 816. Rồi 816. Con này đóng tiền hơi nhiều nha. Rồi con này 50 anh em nha. Ruby 816 50k. Rồi 87 con này. Đó. Con này hàng Đài Loan. 817 40 anh em. Đấy, 817 40 nha. Đó, Hometu. Đầu cổ này ok. Rồi 88 con này. Nati đầu hơi xấu anh em nha. Đó. 818 rồi 20 luôn. Đấy, 818 20 luôn. Con này cái gì? Đây, bình ở trong nó xét rẹt anh em ạ. Rồi lấy mang bình là nặng quá. Rồi ok. Đây. Ship đi cho nó đỡ anh em mà cả ký luôn á. Rồi. Không có bóng luôn anh em nha. Đó. 19 rồi 50 luôn. Đấy. 819 50 anh em giờ bóng này bóng cũng thường thôi anh em ơi. Đấy anh em giờ coi giờ thay nó anh em. Nati nha. 819 50 luôn. Mấy con mà gãy gãy để gom lô đi em ơi. Gãy lên gom lô này. Rồi 820 con góc này nè. Đó. 820. Rồi 103 luôn em, con góc nha. Đấy. 820 103. Rồi 821. Con này bóp cò được này nè, chạy hết á, bữa con này em test rồi. Chạy. Đó. Cứ đi là sẽ thấy đường. Đó, chạy nè nó. 820. Rồi, con này. 821 chứ. 822. Hai mấy? 21. Có cái đèn pin kìa. À, đúng rồi 820 rồi. 821. Rồi, con này 1.7 anh em nha. Đấy, 821.7 đấy. Rồi, con này 822. Đây. Cái đầu đây anh em ơi, cái đầu này đầu con cái đầu gì anh em ơi? Đấy 12V đó. Con này không biết xài cho cái gì. Chạy. Kẹt anh em ơi. Đó. Rồi, con này 60 luôn. Đấy. 822 60. Rồi 823 con này chạy nè anh em. Đấy, chạy anh em ơi, nhưng mà nó 24V lận, máy em chạy không nổi đâu, có 6V à. Test làm đợi test cho anh em. Đợi test cho khỏi cháy cò anh em. Làm cho nó nhiều volt lên nó chạy mạnh rồi nó bóp vô phát nó cháy cò. Đâu? Lưỡi cắt sắt ok luôn em nha. Đấy, rồi con này 823. Con này lưỡi 24V lưỡi 135 EZ3515. Rồi 330k. Đấy. 823 330. Rồi 824. Rồi con này tỉ thằng rào binh anh em nha. Đó. Rồi 70. 824 70 không có pin anh em nha. Đó, 824 70 không pin. Rồi 825 70 luôn. Rồi 825 70. Đấy, 825 70. Này hút bụi anh em ơi. Đó, cái này hút bụi nhưng mà mất cái bắt cái đầu rồi. Đấy. Đới sạc rồi. Đấy. Rồi 826. Rồi cái này 30 cho anh em luôn nãy 826 30 nha, cái bộ motor ở trong á. Rồi 827. 18V đấy, cục này bên Trung Quốc anh em nha. Đó, 18V Li-ion. Còn vỏ trong này nè, còn pin còn xeo tùm lum hết anh em, không có đụng chạm gì tới nó hết á. Đó, rồi 80 luôn. 827. Rồi 80 anh em, 827 80. Rồi 828. Rồi cái cục này của Dixon gì đây. Đấy, cục này pin to nè anh em. Này pin li-ion nè anh em ơi. Anh em nhìn là biết cái cục này à. Đó 12V. Biết được, từ để em coi thử. 2800mA li-ion 20 21V 6. Đó. 425W gì đây. Đấy. Rồi, cục này 60 anh em ơi. Đấy, 60k. 828 60.
8, 2, 9. Rồi 50 luôn. Đấy, cục này cũng lên đèn anh em nha. Đó, cục này lên đèn nè, 8, 2, 9, 50. Rồi ok luôn. Đó, 21 luôn. Nó như là ta 1.5A. Đấy, 8, 2, 9, 50. Rồi 8, 30. Đó, cục này cũng y như cục kia. Đấy, 8, 30. Đây có lỗ sạc gì đây anh em. Rồi 8, 30. Cục này 60 luôn. Đấy, 8, 30, 60. Còn con này Ikuratu gì đây, Ikuratu 18V. Rồi anh em có muốn cần lấy cái pin này thì giờ lấy nha, lấy về rác máy nè anh em ơi. Đó, Ikuratu 18V, biết pin đi ông, pin đi ken nữa anh em. Này nó không có đổi luôn, bấm thì nó không lên điện đâu. Rồi 8 31. Rồi 50 luôn em nha, cục này 18V anh em. 18V 50. Rồi 832. Cục này của Hitachi 24V đó. Rồi 60 luôn, đó, 832 60. 833. Này bình ly ken anh em nha, 60 luôn, đó, 833 cũng 24V. Rồi 834. 60 luôn. Đấy, 834 60 luôn. Rồi 835. 60 luôn em. Đấy. Hitachi 14V nguyên vàng luôn em. Đó. Hai cục này như nhau nè. 24V DC. Không biết bên gì anh em nha. Đây, anh em nhìn nè. Không biết bên gì luôn. Không có tem luôn, hai cục như nhau nè, 2.0A DC. Rồi 836. 36. Rồi 60 luôn. Đấy, 836 60. 837. Rồi 60 luôn. Đấy, 837 60 luôn em. Rồi cục này 18V 5.0A của Max. Đây, ly ong 20. Đó, nó hơi xấu anh em nha. Giờ lấy cái vỏ nè. Đây có nút đèn bút như này nè. Đấy. Giờ lấy cái vỏ thôi, 5.0 nè, nó hơi xấu vô nước đó anh em. Rồi. 8 28 38. Rồi 80 luôn, 838 80 luôn. Nhiêu? 16. 80 luôn. Rồi cái đống máy gãy này 16 kg anh em. Rồi. Mấy con tia laser gì đây nữa này nè. Đó, không có bình test 3 con luôn. Mang mẹ không test luôn chứ không phải là không có bình đó. Giờ là gom xả hết bãi vào anh em. Đấy, bán cho nó nhanh. Tia Tajima nè, 3 cục nè. Chân mặt nè. Con này con gì nữa nè. Đây, con này nó bị sắt gãy bởi lấy vô tùng anh em ơi. Đó. Đây, này bởi cái đầu. Nhớ con này nó chạy nè. Đây, hai cắt gỗ. Đấy, anh em chụp màn hình lại nha. Đó, thì có con này nó cũng là 14.4 nữa nè. Rồi. Nó nặng 10. Đó. 16 chưa trừ gỗ là còn, là còn 15 anh em à, 15,5 kg. Đấy. Rồi 500k. Bao ship anh em nha. Đó. Mã 39. 39. Rồi 500. Mấy anh em thầy thợ lấy giờ lấy phụ tùng anh em ơi. 39 500. Rồi tiếp tục anh em ơi. Đấy. Chạy anh em ơi. Đấy, con này chạy nha. 14V. 14.4. Đấy, có lưỡi đầy đủ luôn. Không có pin đâu anh em. Đó. Không cậy không bởi nha. Đây, bỏ vô bình nhờ nữa đây, bình 14 này có luôn. Rồi, đủ bộ. Chạy 14.4, bình Hitachi 4A. Đấy. Rồi ok anh em nha. Rồi, kia đó, kia đó. Mã nhiêu? 840. Rồi, 840. Rồi, 450 anh em nha. Đấy. Rồi, 840, 450 luôn. Con này mắc
mát này 14.4 đó, sản xuất tại Trung Quốc. Cái này 125 nha, lưỡi 125, có lưỡi đầy đủ nhưng mà nó không gãy không bởi nha, không có pin test anh em ơi. Này nó 3, 4, 2, 4, 5 chân lần, 5 chân rồi. Thôi hở cái đầu này nữa nè, 8, 4, 8, 4, 1 rồi, 300 luôn, xác luôn. Con này test được nè. Ok. Con này 10 lưỡi 125, 14.4 luôn. Mất cái cử nữa thôi, không có gãy nha. Rồi ok. Không gãy. Nó hơi sâu sáu miếng ở đây. Rồi 8 rồi 300 lên em nha. Con này không có pin hả? 300. Cái này. Này Hitachi. Vít thạch cao anh em. 14.4 nha, vít thạch cao anh em ơi. Đó, rồi con này 120 nha. Đấy. Rồi 843. 120 luôn hả? 843, 120. Rồi 844, con này pin nó 14.4. 14V anh em ơi. Đây. Cái chân pin này chịu anh em nha, không tiếp được, nó là 4 giò luôn. Đấy. Rồi, con này 180 anh em nha. 844 rồi, 180k luôn. Đấy. 844, 180 luôn. Rồi 845 Hitachi, con này 14.4 hả? Hơi xấu xấu cái này anh em hả? Bên hãng anh em nha, 845. Rồi 80 luôn. Đấy, 845, 80. Đây bên Trung Quốc nè, 846 6A nè. Đó, 846 bên giấy là mình Trung Quốc anh em nha. Dán giấy là già bên Trung Quốc á. Ly âm 6A. Rồi 80 luôn. Đấy, 18V của đây Hitachi. Đó. Đâu. À đúng rồi, Hitachi anh em nha. Còn này Hitachi. Đây Makita nè. 6A luôn mà điều con này nó xấu anh em nha. Rồi con này 50 luôn. 847. Rồi 50 anh em nha. Rồi 848. Bên này đi đi san. Đấy rồi 60 luôn. 21.6. Đó. 60k một viên anh em nha. Đó. Này 12V anh em ạ. Đó, 12V. Rồi chạy ok luôn. Rồi con này 100 luôn. Đây luôn. 849. Rồi 100k luôn hả? 849 100 10 12V Đài Loan anh em nha. 849 luôn. Rồi đây. 850. Đóng bình này luôn em. Hitachi nè, 3 cục. 96 Ruby. Đấy, bình đủ thứ loại. Đấy. 3 6 9 10 11 cục. 11 cục này. Rồi. 160k anh em nha. Đó 160. 850, 160 bao ship anh em nha. Một lô anh em nha, hả? Một lô 850, 160 luôn. Rồi 851. Đây đổ thôi. Rồi này có Makita Boss 12. Này Leon 14 nha anh em, đó. Desan nữa anh em, đầy đủ luôn. Rồi. Này 3 6 9 10. Rồi 10 cục này 180 anh em nha. Hả? 851. Rồi 180 luôn. Rồi 852 lô này. Nhưng bên này của cùng tôi kiếm này. Đó. Cái viên bên này của cùng tôi kiếm nãy đầu tiên em quay. Rồi lô này anh em ơi, 14 của Ly Ông Hitachi, 3, 6, 9, 10 cục. Này của Black Docker, 12V. Này hơi xấu nè. Rồi, lô này 170 anh em ơi.
Rồi 842. Rồi 100 852 chứ. 852 anh em nha, 852. 852.7. Rồi 853. Rồi 853 thì cái này 2 4 6 8 10. 10 cục đấy. Anh em thầy thợ nhìn qua phát biết bên gì rồi cho anh em ơi. Đấy. Đây 12V của gì đây? 3 6 9 10 cục. Rồi, lô này 170 anh em nha. 8 5 3. 3 rồi 170 luôn. Rồi 854. Này 14V nè anh em ơi, 14V của Hitachi bên chọn. Rồi, lô này 200 anh em nè, Black Boxer 14. Đấy. Anh em chụp màn hình lại giúp em nha. Đấy, 7V 2 có luôn đầy đủ hết á. 8 5 4 rồi 200 luôn. Rồi 855. 3 6 9 10, 10 cục. Rồi 10 cục này 150 anh em ơi. Ba cái 50 cục. 8 5 5. Rồi 150k đấy. 855 150 luôn. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 cục rồi, lô này toàn 12V thôi anh em, có cục này 96 thôi anh em nha. Đó. Cục này 18 ly ông nữa nè. Đấy. Rồi. 856. Này 14V đó, 856. Rồi lô này 220 anh em. 856. Rồi 220k. Rồi 2 4 6 8 cục đấy. Bắt đầu tính thêm nữa. Này bên máy tính sao ạ? Hàng của sáp nè anh em. 10. Rồi này 18V đấy. Rồi lô này 10 cục. Này không có 96 luôn anh em ơi. Đó, toàn là 12. Đó, 12. Đây có cục 96 này. Đó. Rồi 220 luôn, lô này. Có cục này Makita nó báo đèn luôn. Rồi 220 luôn. 8 57. 57 rồi 220. Mở vô đây, mở vô đây. Rồi sạc đây anh em ơi. Đó, sạc này 18 RA không đây dây điện này bắn sạc luôn em nha. Đó. Rồi cục này điện 100V anh em nha, 100V 370VA. 7V 2 cho đến 14V. Đây 9A này anh em nha. Đó. 370VA. 14RA. Rồi cái cục này. Rồi. Không test luôn em nha. Đó, dây điện này. Thì gắm test là gắm luôn cho anh em luôn em cho giờ. Rồi anh em đợi em xíu á, là mấy cục này giá trị nó cao á, bạn bán cái cho anh em coi giá dữ. Đây báo đèn lên em nha, lên đèn xanh lên nhé. Rồi không bao sạc đâu anh em nha. 858. Rồi cái cục này 120 anh em nha. Đó, 120 14 rồi sơi. Đó, lên đèn dây điện kinh anh em nha. Đó, 858 120 lên đèn. Rút ra, rút ra. Rồi gắn lại. Đây lên ba đèn lên em, đó lên ba đèn xanh nha, đấy lên ba lên lên hai ba đèn đúng rồi, ba đèn xanh rồi 14RA, cái này nó không có cái đầu cắm anh em nha. Rồi màn trăm luôn,
nhiêu? 859. Rồi 100k luôn. Rồi 860 cục này thì nó bị mớp miếng ở đây. Đó 14V cho đến 18 anh em nha. Đó, điện 100. Đó, điện 100. Rồi 860 cục này nó bị tép tép miếng ở đây nè. Đó. Rồi 80 luôn. Đấy. 860 80. Này 18 RC tơi, điện 100V 9A. Đấy. RC tơi dây ngắn mà anh em nha. Đó. Rung lên dây trong này nè. Đấy. Rồi, này 150 anh em nha. Đó 150k. 861 150 luôn. Rồi boss. 862 cục này 100V 320W. Boss anh em nha. Rồi cục này nó rung lên dây trong này. Rồi 50 luôn. 862. Rồi 50 luôn em nha. 862 50. Đây, dây ngắn quá rồi, sát luôn em. Tét tét miếng ở đây nè. Này 14 RC. 863. Rồi 70. 863. Này có dây điện em tét em. Đây lên điện anh em nha. Đó, lên điện không có đầu cắm. 864. Rồi không có đầu cắm là 100. 864 100 RC anh em nha. Đó, 864 100. Không bởi. Rồi cục này không lên điện anh em nha. Đó. Cục này 14 RC không lên điện. 865. Rồi cục này 70 luôn, không lên điện anh em nha. Đó. Mấy cục này cỏ không cắm đâu em. Lên điện này nhưng mà hàng cỏ không cần gắn đâu nè. Mấy cục không dây thì bán cặp. Còn mấy cục có dây bán từng cái không cần gắn luôn. Điện đây sạc cỏ nè. Đây sạc của thằng Đài Loan nè em. Rồi 8 8 nhiêu em? 66. 866. Rồi 20 đấy, 866 20. Cái này. Rồi 867. Đó. Cứ dây điện là gắn luôn. Lên điện anh em nha. Đó. 867. Rồi cái này lên điện không có dây rồi, 20 luôn nữa. Nó dán vô là được rồi. Rồi, hai cái này không dây nè anh em, 868. 32 cục nha. Đó. Trời tới luôn chuyện luôn em. Đấy. 12V đấy, của Nati hai cục này không dây. 30868 32 cục. Rồi 869. Không lựa loại rồi. Mấy cục có dây đây, 20.000 cục anh em, mấy cục có dây không tép luôn nha, làm cho nó nhanh anh em ơi. Đó, bắn sát luôn 20.000 cục. Rồi này Đài Loan nè, 869. Rồi 20 luôn. Rồi 870 không dây. Đây hai cục 30 anh em, hai cục này 30 nha, 870 hai cục 30. Rồi 870. 30 hai cục đấy. 30. 870 hai cục và 30 anh em nha. 871 con này điện 220 nè anh em. Bốt điện 220V nè, đấy phích tròn nè, rồi sát luôn. 8741. Rồi 40 luôn hả? Sát luôn em, không cắm luôn em nha. Không cần cắm em. Mấy cỏ này không cần cắm đâu. Đây 14.4 nè. 872. Rồi 40 luôn. Đấy. Rồi. Này 7.2 24V. 873. Rồi 30 đấy, Hitachi 24V 30 anh em nha. Rồi 874. Rồi 20 cái này của Đài Loan anh em. Đó. 874 20 này của Đài Loan bên gì á. Rồi 875. Này không dây. Rồi 20 luôn đó, 14.4 nha. Không dây. Rồi 876. Sạc 110 hết anh em nha. 876 cái này. Rồi, 30 luôn. Đấy. Rồi 877. Giam mít tơ gì đây anh em. Rồi 20 luôn. Đó 877. Này có dây nè anh em. Đây. Lắc bóc cơ 14.4 8 7 8 8
Rồi 30 luôn, 87 30. Này có dây anh em ạ. À. 18 vô của Hitachi, 87 9 9. Rồi 30 luôn. Rồi 880. Rồi ly ông gì đây? Đó, battery nè. Đây. Rồi 20 luôn. Đó. Không có dây anh em nha. Rồi 81. Rồi 30 luôn, Hitachi. Đây. 881 30 luôn. Rồi đây sạc 81. Rồi sạc 80 chứ. Đây có đèn anh em nha. Đây có đèn này, sạc 80. Rồi cục này. 882. 103 anh em nha. Đó, 103. Rồi, sạc 82. Của Nati. Này không đèn của Hitachi. SBC 12M. Đó. 84 rồi 40 luôn. Đấy không dây em ạ. Rồi 885. Cái này sạc là sạc gì đây anh em? Ca chết. Đấy cái này của ca chết nè anh em. 100V, 18V nha. Điện 100V sạc 18V. 885. Rồi con này 40 anh em nha. Đó, 885 40. Đây Ruby. Không dây. Rồi 20 luôn. 12V. 886 20. Rồi 887, cái này 14V. Rồi 30 luôn. Không dây. Này không dây. Rồi 20 luôn. 88 88. Rồi 20 luôn. Như vậy. Rồi 889. Rồi cục này 20 luôn. Đó, này đời cũ nè, 20 luôn. Đó. Không dây. 890. Đó, rồi. 30 này có dây anh em ơi. Đó, có dây 30. 891 rồi 20 luôn nãy. 891 20 luôn. Này gắm không lên điện đâu anh em ơi. Đó. Rồi 50 luôn, 892 Hitachi. Đó, tép tép một miếng cái này anh em nha. Đó, Hitachi. Này nó nặng lắm không? Đó, 892 50 luôn. Rồi này đồ quát nè, 893. 18V. Rồi 50 luôn anh em ơi, 893 50 luôn, đi luôn. Rồi 894. Rồi 30 anh em nha. Đó, cục này đẹp nè. Đó, 894 30 luôn. Rồi 895. Cục này 12V rồi 30 luôn. Đó. Rồi 896. Cục này 30 luôn anh em nha. Đó, 14V. 30. Rồi 897. Rồi 20 đấy. Này 10V8 anh em nha. Này 10V8 của Makita 100V. 848. Rồi 60 luôn. 898 chứ. Rồi 898 60 luôn em nha. Đây 18V. Đây không có đầu cắm nữa nè. Test ra rồi thì em cắm cho anh em nha. Để cho nó thực tới nè. Đó, lên đèn tiếp tiếp cái đứng anh em ơi. Đó. 899. Rồi 50 luôn. Đấy. Rồi 900. Này. Này đổi 20. Thôi, cái này 20 lên anh em ơi. Này. Đó, 900 20 không dây. Cục này gắm thì nó lên điện nữa nè, 7 sắc cầu vòng luôn đó. 18V, đó, 18V. Này nó cũng rung rung. Rồi 8901. Rồi 150 luôn. Đó, 901 150 luôn. Rồi 902. Rồi 902 cái này 30 luôn em nha. Đó, 30. Đó. Này 12V. Rồi 903. 20 luôn. Đó, 903 20. Có dây luôn. Rồi 904. 30 Hitachi 18 luôn, có dây luôn. Rồi 905. Rồi 30 luôn em nha. Đó, này 12V. 905. Rồi 906. 30 luôn, đó, 906 30. Rồi 907. Rồi có dây 30 12V luôn. Đó. Rồi 908 này 3V6 anh em nha, 908. Rồi 30 luôn, 908 30. Có dây. Rồi 909.
30 cái dây luôn. Và 910 ribi. 910 cục này có dây. Này 7V2 anh em ha. Rồi cục này 20 luôn, 910 20. Rồi 911. Này nó có cục biến thuế này anh em nha, 30 nặng lắm luôn á. Này gần hơn ký á. Đó, 93 911. 30 cục nha. Đang bán 15 cục 20 nha. Rồi 12. Này bên dị anh em ơi, Yama về đây rồi 20 cho anh em luôn. 912. Rồi 913, cái này 14V nó có dây. 913. Rồi 30 luôn anh em ơi. Đấy. 913 30 luôn. Rồi 914, cái này 14V. 914 rồi 30 luôn anh em ơi. Đây 14 luôn. 915. Rồi 30 luôn anh em ơi. Đấy. Rồi 916. Rồi 20 luôn hả? 916 có dây 20 luôn, cái này 7.2 thôi anh em ơi. Rồi 917 cục này đẹp nè, 30 luôn hả? 917 rồi 30 luôn. Rồi 918. Đó, 918. Rồi cái này 20 luôn, rồi 66 anh em ơi. Cái này bán thì 50 thôi anh em. 919 rồi cục này 30 anh em. Đó. Tiền công đóng, tiền băng keo, tiền vật tư rồi, tiền thùng xốp rồi. Đấy. Tiền ship này nọ đóng hàng đó đây. Đấy, anh em nhìn em biết đóng bán gì 50 anh em. Tiền đầu tư anh. Hả? Tiền đầu tư. Rồi, 920. 920. Rồi 30 luôn anh em. Đấy. 920, 30 luôn. Có điện không em? Này có điện anh em nha. Hả? 921. Rồi 100 luôn. Đấy, 921 100. Này 14V4 anh em nha, có điện anh em lên điện nha. Rồi. 922 cái này 3V6 nè. 922. Rồi 30 luôn hả? 922 30. Rồi cục này 923, cục này không có dây nè anh em ơi. Rồi 20 luôn. 923 20. Rồi này lên điện anh em nha, sạc 80 đó. 924. Rồi 924 này 120 luôn em nha. Đó, 924 sạc 80. Này Bana. 925 rồi 30 luôn. Đấy. Đây, 925 30 luôn. Rồi 926. Quay tới 1000 luôn đi em. 926. Rồi cái này thì 20 anh em nha. Đó, 926 20 luôn. Rồi 927. Đó. Rồi cái này cái gì đó? 12V rồi 20 luôn, đó 927 20 luôn. Rồi boss. Boss này 14V4 anh em, đó. Điện 100 nha. 928 rồi 40 luôn, đó. Rồi 929. Rồi 30 luôn. Lâu lâu bị thuận bị lag anh em. Lâu lâu em ghi nhiều quá bị thuận bị lag không biết gì luôn á. 930 rồi cái này không dây 20 luôn. Rồi từ từ em có miếng này, từ từ đợi anh uống miếng nước anh. Rồi tiếp tục anh em ơi. Rồi 931 rồi cục này thì của Bana anh em, điện 100V, cái này sạc cái gì đây trời, hai lỗ nhỏ xíu anh em ơi. Rồi cục này 50 anh em. Rồi 931 50 nha. Đó. Rồi 932 cục này 30. Đấy. 30k 932 đấy 30. Rồi 933. Rồi, cục này 3V6 rồi. 30 đấy, 933 30. Đó có dây nữa nha, mấy cục có dây 30 là có dây hết á. 934. Rồi 30 20 12V luôn. Con này cũng cắt tốt anh em. Hình như của thằng Nati không phải Nati đâu anh em ơi. Con này cũng cắt tốt á. Nè. Rồi, 30 luôn. 935. 35. Rồi, 935. 30. Em này em gì đây nè, 936 20 anh em nha. 936 20 đấy, 936 20. Rồi 937 14.4. Có dây nha. Đó, 937. Rồi 30 luôn anh em, 14.4 nha. Rồi 938. Rồi 30 luôn, cái này 12. 12V anh em. Đó. Có dây. Đây cái dây này. Rồi, này 14V. Rồi 9 3 9 9. Rồi.
40 luôn. Đó, 939 40 luôn. Chắc gần 940 đúng không? 939 rồi. Chưa gì 40. Đây 940 còn nữa đi. Quay nữa. 940. Rồi ok. 14-4 rồi 30 luôn em nha. 940 30 luôn. Rồi ok. Bây giờ mình không quay ấy nữa. Rồi đây em nắm đứng em kiếm cái món khác cho anh quay cho anh em cho đỡ nó đỡ ngắn. Rồi cái này giờ qua đồ này đi anh em ơi. Đó. Thiếu cái cục này, mấy cục này cục vợ vậy anh em. Đó, xả cho nó hết cho anh em ơi. Đây, cục này thì cái mặt lưỡi hơi xấu nha. Đó, toàn bộ. Xả hết luôn. Đấy, toàn bộ đây. Ma đình da bằng đấy. Rồi cục này 150k bao ship cho anh em nha. Đấy, 150. 941. Rồi 150 Sokia về đây anh em ơi. Đấy, mấy cái này thì giá trị nó cũng hơi cao thì em sẽ quay chậm lại anh em nha. Đấy, còn mấy cái món là 20-30 thì em sẽ quay nhanh. 942. Rồi con này hàng của Top con, nãy cũng 150 luôn em nha. Rồi 150k luôn. Đấy, 150k hàng Top con đấy. Rồi 942 150 luôn. Cái gì đấy, không lâu chùi anh em bụi bặm lắm. Đây, kính này thì còn ok nha. Cục này kính ok luôn. Điều cục này màn hình nó cũng không có đẹp đấy. 943. Rồi 150k luôn. Đó, 943 150 luôn. Rồi cục này 944 đây mà kính ok luôn nha. Đấy. Top con luôn. Rồi. 944 150k luôn. Đấy, 944 150 luôn. Rồi 945. Đây. Đây ok luôn em nha. Đấy. Hàng của Top con này. Đấy. Rồi 945 150 luôn. Đấy. Rồi cục này 946. Đó. 946. Đây. Này nó có pin bỏ trong này nè. Đấy, pin nó bỏ trong này, pin to nè, pin đại. Nó có đồ dặn cái chân á. Top con. Rồi cục này 250 anh em nha, 946. Biết cục gì hình như tia laser sao nó quay vòng 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 á. Rồi 946 250 luôn anh em nha. Rồi này bán dây chai đi. Cái này cũng vậy luôn. Hai cục bán dây chai luôn. Tại kính nó mờ quá rồi anh em. Bình bình mới nè. Bình bình mới của mình. Rồi cái con này là bắn tia laser này anh em, 947. Rồi. Cái này sát luôn không sáng luôn anh em nha. Rồi con này 80 đi. Đó 947 80 đấy. Rồi 948. Thì cái này đấy, đầu kính này giờ vệ sinh lại anh em. Này cái gì? Này bán cho chai đi anh em ơi, nó bị bởi miếng này nè. Đó. Vứt. Cái này bằng đồng không à. Đấy. 949. Đây, đồng hồ của 948 hả? Đây cái đồng hồ của rau gì đây nè. Đó. Đây mặt đồng hồ nha. Rồi 948 100k luôn. Đấy. 948 100 em yêu khoa học anh em nha. Hả? Rồi 949 cái này một cầu quanh nè, một đồng hồ nè. Đấy, một bên đây. Đồng hồ này nó bị ở trong nè anh em. Ở trong đây nó bị sứt á. Đấy. Đây. Da băng ba đầu. Rồi 949 này 150 anh em nha, này nặng lắm. Rồi 150k không bằng. Cái này đó cái gì ạ? Rồi cái này cái tủ gì vậy anh em nha. Đó. Đây. Anh em giờ nghiên cứu yêu thập chơi anh em. AC 200V gì đây. Rồi 950. Rồi 70 luôn, nặng lắm anh em. Rồi. Rồi qua được rồi đi em ơi. Đấy. Ok. 50 bao nhiêu? Rồi, ba cái mũi con đục 17 ly anh em nha. Rồi cái này thì ba mũi. À, 90 anh em nha. À, 90k ba mũi nè, ba mũi con đục 90.
mũi bê tông anh em nha, con đục bê tông á. Rồi 951 90 luôn. Rồi 952. Đây dặn được anh em ơi, đó, nó có đầu vít ở trong nè. Đấy, một cây kìm. Ok nha. Hai. Cái này thì 10 12 thấy được hai số thôi, còn này của Super. Mở dịch này xài 25 hay sao? Thước anh, đưa cái thước anh. Bình không? Đó, xài 25, 26 luôn em ơi. 1, 2, 3, 4. Rồi, 4 món này 150 anh em nha. Đó, 150k 952. Rồi, 150 luôn. Đưa luôn này. Rồi, 953. Cây này đầu 3 bằng 4 anh em nha. Hai đầu 35 nè. Này 35 với lại cái này 28 gì đó. 26. Mi tô loi gì đây. Đó. Rồi 953. Rồi 953 thì cái này 170 anh em nha, đầu 3/4 anh em nha. 170k đấy, 953 170 bao ship nha. Rồi 954. Rồi 17 ly. Đó, dẹp nhọn. Không đục đấy, đủ combo luôn anh em ơi. Đó. Rồi, cái này 120 anh em nha, mũi dẹp lên anh em ha. Đó. 954 120k, 3 mũi đấy. Đây. Rồi, 954 120. Rồi 955. Rồi hai mũi này 50 đấy, to. To dài anh em ơi. Đó. Rất to và rất là dài, để em để cái camera này tí xíu. Rồi. 955. 50. Rồi 956 ở đầu búa này. Đầu búa này nó to nặng lắm anh em. Rồi 12 cm nha. Đấy. Rồi cái này 70 nha. Đấy, nặng, nặng lắm, ký rưỡi này. 956. Rồi ok. Rồi, cái kìm cắt mờ sơ sơ size 300 nè. Đấy, size 300 nha. Còn cái này cái rút gì á? Đó, nó rút gì anh em nha. Rồi hai cây này 100k luôn. 957. 957 100 anh em nha, 957 100. Rồi 958. Hai cây này còn đẹp nè anh em. Palladium nè, mở lết. Rồi cứng ngắt nha. Này của Therebat. Đầu còn đẹp anh em nha, cây này đầu còn đẹp rồi. Rồi hai cây này để cho anh em 80 nè. Đấy. Hai cây này giờ xài luôn nè. Ok luôn, 958 80. Rồi 959 ba cây sà gồ. Ba cây nhổ đinh, này nhổ răng sư tử luôn anh. Rồi ma đinh gia băng 1 2 3 cây. Đấy. Rồi ba cây này để anh em 70 anh em nha. Đấy, 70k. Cái này mua về bật trong 959. Đấy. Đúng rồi. Mấy cây mua giờ mấy cô vợ mà hôn hổn là mình đem ra phát là nín liền. Nhớ nói tiếng nào không? Rồi, hai cây búa, hai cây này. Rồi, hai cây này 40k luôn anh em nha. Đó, 40 luôn. 60. 960. 960. Rồi 40 luôn. Đấy. Rồi 961 hai cây bơm mỡ này anh em. Bên này lên ta. Hơi nặng. Ơi. Còn lên rồi. Một cây. Cái này hết mũi. Cây này thì nó không lên anh em. Không biết là đây này. Đó. Nó có lên hay không mà nó cũng hơi nặng anh em nha. Bơm thì nó thấy nó cũng hơi nặng. Rồi. Hai cây 100. 961. Nhiêu? 961. Rồi 961 100. Rồi 962. Rồi cái này thì cái cặp gì cặp anh em. Hôm nay hộp kim có luôn anh em nha. Đó. Rồi cái này cây xẹt xẹt. Rồi ba cây 1 2 3. Rồi ba cây này 70 anh em ơi. Đấy, ba cây 962 70 luôn. Rồi 963 này siro đẹp nè. 963. Rồi 1 2 3 4 4 cây. 4 cây siro như thế này anh em ơi. Đấy, còn mới nha. Đấy. 1 2 3 4. ba cây nhọn một cây dẹp đấy. Rồi 4 cây 80 luôn cho anh em luôn. 963 80.
964. Rồi, 964. 3 cây bố. Này ok nha, này bố bi nè, này. Này có cán luôn. Rồi 964 3 cây này 80 luôn. Đấy. 964 80 luôn. Đây bố bi luôn em nha, 965. Đấy, 965. 1 2 3 cây bi. Rồi 80 luôn. Đấy, 965 80. 2 cây. 2 cây chứ, 2 cây bi. Rồi 966. Rồi 1 cây bi, 1 cây dẹt. Rồi 966, 1 cây bi, 1 cây dẹt nha. Rồi 2 cây 70 luôn. 966 70k. Rồi 967. 2 4 6. Rồi 6 cây vũ nè nha. Rồi 1 2 3 4 5 6 60 luôn em ơi. Hả? 96 7. 7 60k. 6 cây vũ nè nha. Hả? 967. Vũ còn mới nha nha. Này vô tư luôn. Đó, 967 60 luôn. Rồi 968. Rồi này kìm lưỡi hái gì nè em. Cái này mỉa rồi, bỏ đi. Bỏ sắt luôn. Rồi hai cây này. Đó. 40 anh em ơi. 9 6 8. Rồi 40k luôn. Rồi 96. Mấy cái đồ linh tinh thôi nè. Đấy. Kìm này ok nha, kìm này rất là ok luôn. Này lớp thì có một cây một anh em ơi. Đó. Này lớp có cây một bỏ ra. Được, có hai cây mới nảy được chứ. Rồi, cái đống này. Mấy cái tơi này nè, ok nha. Đó, tôi biết 1 2 3 4 5. Rồi 60 luôn em ơi. 9 6 9. Rồi 60k. Rồi cái này 19 21 ok nha, đẹp nha. Rồi, cái này lấy cái mấy cái gì ta? Mấy cái gì á? Quên mất rồi. Ở đây. Đây gài vô đây được anh em nha, nghe gài vô được. Gài được. Đó, rồi 1 2 3 4. 4 cây 120 anh em nha. Đó, cây này mở mấy mài? 70. Rồi 970. 120k luôn. Này 970 120. Rồi 971. Rồi 971. Kéo búa, búa này hơi xấu này cho đây miếng. Đấy. Kìm và lắc bóp cơ. Kìm. Đây mũi đục 17 nhỏ, 1 2 3 4 5. Rồi, 5 món này. 70 đi anh em ơi. Đó, 971. 70. Rồi 972 2 cộng dây điện. Đây, đầu nó hơi xấu đây nè. Đấy. Đây nữa. Rồi hai cộng này. Ok anh em nha, hai cộng này nó không tét đâu, để em coi kỹ lại. Rồi 972 70k. Đấy, 972 70. Hai cộng này thì to dài hơn em nha. Này ba lỗi nè. Ok, không sao. Rồi hai cộng này dài lắm em, cây hai cộng này dài trên 4 mét một cộng anh em ạ. À. Đó. Rồi 9 974 873. 73. Rồi 100 anh em nha. Này 973 hai cộng này, một cộng dài tới 4 mét trở lên anh em. Rồi 100 luôn, 973. 100. Rồi 974. Đây, cọng to cọng nhỏ anh em nha. Cọng này rất là dài nè, dài mà to nữa nè. Rồi cọng này ok luôn nè. Đấy. Một cọng, cọng này nhỏ cắt mấy mày thôi. Rồi hai cọng này 80 anh em nha. 9 7 4 4 rồi đây. Cọng này tầm khoảng 4 5 mét nè, mà dây to lắm anh em nha. Đó. Rồi, đây nhỏ. Rồi hai cọng 974 80 luôn. Rồi cái này ba cọng luôn. Đây dây hai lõi nè. Dây hai lõi. Mềm lên nha. Đấy. Cộng này. Này ba lõi. Toshiba. Còn con này giờ cắt khúc này bỏ đi anh em nè. Đấy. Rồi. 12A. Như đây. Rồi 9 75. Rồi 120k anh em nha, 3 cộng 120 to. Rồi 976. Rồi cộng này một cộng luôn em. Đó, nó cũng bầm dập dập ngay đây nè. Đấy. Rồi cộng này 40 anh em nha. Đấy. Dài lắm. Về đấu vô. 40k. Rồi 976 40. Rồi 977. 12
3 4, 4 cộng này nhỏ nhỏ anh em ơi. Đó. Dây này nó cũng cứng à, nó xấu nè. Rồi, 4 cộng này. 2 3 4, nó hơi xấu xấu, cái cộng này thì dây lớn này thì ok anh em nha, từ từ. Đó, cộng dây lớn Makita này ok nè. Đó. Rồi, cái này 4 cộng 70. Lô này nó hơi xấu xấu anh em. 977. 977 rồi, 70. Rồi 978, hai cái mũi đục, một cây búa anh em nha. Cây búa này ok nè. Hai mũi đục còn mới nè, mũi này đục 17 ly. Rồi, 120 anh em ơi. 978. 78 rồi 120k. Đó, 978 120 luôn. Rồi 979 hai cây vũ. Đấy, một cây kịp này, một cây búa anh em nha. Đó, rồi. Đợi cho anh em 60 979 60k. Giờ vệ sinh lại cái kìm anh em nha. Đó. Ra vô đường này mà nó hơi cứng. Đó. 979 60 luôn. Rồi 980. Đây. 980 con máy pin này anh em nha. Đó. Máy pin 3.6 vậy. 980. 80. Rồi 70 luôn. Đấy. 980 70. Kìm Mary anh em. Mà cái răng nó hơi mòn rồi. Mòn. 1721, 1721 rồi một cặp luôn. Dặn được anh em nha. Đó, cái này dặn được. Đấy. Cái này nó hơi rơ tí xíu nè, đấy. Rồi, cái này 981. Rồi, 100k luôn anh em ha. Đó. 34 anh em, 100k. 981 100. Rồi 982. Rồi hai cộng này 40 anh em. 982 40 luôn. Rồi 982 40 hai cộng. Rồi ok. Rồi 983. 40 hai cộng luôn anh em. 983 40 nha. Rồi 40 hai cộng luôn. Đấy. Rồi 984. Cái này cái bấm dây điện. Nhưng mà đồ cạp với lại khó này có tự động nữa. Vít này vít đóng anh em. Vít dẹp. Rồi 1 2 3 4 5. 5 món anh em nha. Đó. 984 rồi 70 luôn. Đó, 984 70 luôn em. Đi hai cục đi. Đọc 13 ly anh em, hai cục bán hai cục luôn nè. Đó. Rồi hai cái này 985 đầu 13 ra vô đường rồi anh em. Rồi 30 lô anh em ơi. Đó, hai cục bán hai cục luôn. 985. Rồi 986. Cái này 24 27 nè. Đó. Rồi một cái. Cái này đục 17, cái này nhũ đinh. Đấy, hai cây tô vít. Cây này vít đóng anh em ơi. Đó, cây này cây vít đóng nè. Đó, cứ ra qua đây mà đường cái này bẻ thôi, nghĩa là này hư rồi anh em ơi, này hư rồi. Rồi 2 4 5 món này anh em nha. Đó, 5 món. 1 2 3 4 5. Rồi, 120 anh em ơi. 986. 986 rồi, 120 luôn. Rồi đợi tí xíu em. Rồi 987. Này hơi xấu rồi nè. Này dây điện này cắt này ra nối luôn đây ơi. Rồi hai cộng này 30 đây nè em ơi. 987 này nó cái đầu để nó xấu anh em ạ. Này thì dây nhỏ đầu thì xấu. Rồi 987. Rồi 30 luôn. Đấy 987 30. Rồi 988. Này búa ARC mất cao su rồi. Còn cái này đây. Đó. Rồi hai cây này 40 đây nè. 988. 988. Rồi 40k luôn. Đó. Rồi 989. Rồi okay luôn. 989. Rồi một đống này anh em. Đó. Kéo. Cái kìm này vô vệ sinh lại nha. Còn cái này mùng top 17 21 nè. Cứng nè anh em nè, cứng đầu. Cứng đầu nè. Rồi 12.
46 64 anh em nha. Rồi 70k anh em về dọn lại luôn. 9 8 9 9. Rồi 70 anh em nha. Đấy. Rồi 990. Ráng quay tấm mã 1000 luôn anh em ơi. Rồi hai cọng này dài anh em ơi, đó hai cọng này rất là dài. Rồi 60 luôn. 990 60k. Rồi 991 24 19. Rồi ok, 10 mã nữa. Rồi ok, hai cây này. Rồi mờ sơ sơ, hai cây mờ sơ sơ 120 anh em nha. 991. Từ từ. Rồi 991 120k anh em ơi. Đó. 991 120. Rồi ok. Đi đi em, từ từ. Rồi đây ba cây nữa anh em nha. Rồi 1 2 3 cây 90 anh em ơi. Đục 17 ly hai cây, với lại cây này nữa là ba cây mũi con đục anh em nha. 992 992. Rồi 90 đấy. 992 90. Cho qua đồ hơi luôn hả? Út luôn. Đưa dây thôi anh. Rồi xì anh em nha, đó. Rồi 80, nó xì nghe lỗi dưới đây nè, đấy. 80k anh em. Rồi 993 80 luôn em ơi. 993 80. Rồi 993 80 anh em nha, đó. Rồi cái... này bị kẹt công tắc anh em. Kẹt công tắc cho nên là đảo chiều cũng không được luôn. Đó. Rồi con này 1/2 anh em nha. Cắm vô cái chạy. Rồi 180 luôn anh em, về dọn lại giùm em nha. 994. Rồi 180 luôn. 1/2 anh em. Rồi kẹt luôn. Rồi kẹt công tắc luôn em nha. Rồi con này 100 vít. Rồi 100 luôn em nha. Đó, con này vít nó bị xì kẹt công tắc luôn. Đó, 995 100 luôn. Đó, con này còn xài được nè, nó bấm cái gì anh em ạ? À? Cái quan nó không phải là quan nhét vô đây anh em nha. Đây nè. Rồi nó bấm được nè. Đó, bấm được. Con này rất là đẹp quá anh em ơi. Đó. Rồi 96 6. Rồi con này 200 luôn anh em nha. Bấm được nè, điều cái quan nó không nhét vô được cái quan của em. Đó, nó bấm cái gì anh em nha, anh em coi kỹ giúp em ha. Rồi 996 200 luôn. F5 anh em nha. Đó. Đó, đè xuống cái nó xì nè. Nhưng mà nó đỡ vậy thì nó không xì luôn. Đấy, F5. Đấy. F5 anh em nha, nhưng mà cũng mát. Xì cái đây. Xì chỗ nào á, chỗ này nè. Đó. Rồi. Hai con này 250 anh em nha. Đó, một con này thì nó nhắn xuống nó mới xì, còn con này nó xì ở đâu ngay cái đầu đây là em cũng không có rờ được luôn á. 997. Rồi 250 luôn. Đó. 97 250 anh em nha. Rồi 998 hai con gắn 5 luôn. Xì ở đây. Một con xì đó, con này có quanh luôn. Đó. Con này có đinh. Thấy quanh thôi bỏ đi. Có đây. Cái gì máy nào?
thì ngay đây nè, con này bán được nè, dạng chưa chắc anh em nè, con này bán được nè, bán được nhưng mà có đinh, nhưng mà nó không ra đinh anh em nha. Đó, con này có đinh mà không ra đinh, còn con này xì. Rồi cặp này 300 luôn. 998. Đấy anh em về dọn lại nha. Đó, 998 là cặp này 300 luôn. Rồi 999 được em. Kẹt công tắc anh em ơi. Đó, kẹt công tắc nha. Rồi kẹt công tắc 100k luôn. Đó. 999 rồi 100 luôn anh em nha. Rồi ok, kết thúc chương trình anh em ơi. Đợi chiều em quay nhảy số 1 lại cho từ đầu cho nó dễ. Đấy, rồi 999 100. Rồi. Yeah, ok. Nó 260 mã rồi anh em. Rồi em xin kết thúc video ở đây nha. Rồi chúc anh em một ngày mới như sức khỏe. Hẹn gặp lại anh em vào video tiếp theo nha. Rồi chào tất cả anh em ha.